Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện, quyển thứ nhất mang tên Tuyệt sử phùng sinh. Người dịch Nguyễn Thị Mì, tác giả Trần Đào. 26 năm trước tôi ra đời, có người đã xem mệnh cho tôi. Người đó nói rằng trong mệnh của tôi có hung, cho nên ông nội đã đặt cho tôi một cái tên để trấn áp hung thần là Thẩm Lạt. 20 năm trước, trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi nhìn thấy được một người bạn của thế giới bên kia. 4 năm trước, khi ấy tôi vẫn còn là lính đặc chủng, trong lần tham gia vào một sự kiện quái dị, vận mệnh đã dẫn dắt tôi gia nhập một đơn vị có tên là Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, trở thành một nhân viên điều tra. Từ ngày đó trở đi, chế độ ác mộng của tôi cũng được khởi động. 2 năm trước, tôi bị đồng nghiệp hãm hại, rơi xuống vách đá vạn trượng, trở thành người thực vật mãi đến gần đây mới tỉnh dậy. Bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện kỳ quái mới vừa xảy ra. Chương 1, khúc dạo đầu. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Vùng ngoại ô tuyết phủ trắng xóa, trong phòng khách rộng lớn của ngôi biệt thự, chính giữa đặt một chiếc giường đôi mềm. Một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc bộ áo dài tay chuyên dụng của bệnh nhân tâm thần, bị trói chặt trên giường. Hai mắt người đàn ông đờ đẫn ngó lên trần nhà, miệng không ngừng phát ra những âm thanh của loài động vật nào đó. Đến gần nhìn rõ gương mặt ông ta sẽ khiến người ta sợ ngã nhào. Chỉ thấy miệng người này nhô lên khác thường, dài như một cái mặt cáo, khóe miệng còn thỉnh thoảng phun ra thứ chất lỏng đen như mực, phun đến đầu sẽ tỏa ra mùi hôi thối như cá chết đến đấy. Trong phòng khách còn có mấy chục người nam nữ đứng ở xa xa, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía người đàn ông còm nhom trên giường. Có điều trong mắt họ, ngoài trừ vẻ sợ hãi, thì chỉ khoảng 2-3 người thật sự tỏ ra lo lắng. Tôi và Tôn Mập ở bên cạnh người đàn ông gầy kia. Tôi ngồi xếp bằng ở chân giường ông ta, trên đầu đội thêm một cái khăn trùm màu đen, đang phối hợp làm ra từng động tác theo lời ca của Tôn Mập. Người trên giường là phú hộ ở địa phương, cùng họ với Tôn Mập. Họ Tôn, tên Liên Thành. Hầu như tất cả những nghề hái ra tiền ở địa phương đều có dấu tay của ông ta. Đừng thấy bây giờ ông ta người không ra người, cáo không ra cáo, đâu ai ngờ được mới nửa năm trước thôi, phú hộ này còn là một gã to béo bụng phệ, chỉ số cơ thể đều vượt quá tiêu chuẩn. Một người ăn 7-8 bữa, gương mặt vốn dĩ không thể gọi là anh tuấn, nhưng ít nhất cũng xem như nghiêm chỉnh. Sở dĩ ông chủ Tôn ra nông nỗi thế này phải bắt đầu kể từ nửa năm trước. Nửa năm trước, ông chủ Tôn mở rộng kinh doanh, mua một khoảng đất ở nơi rừng sâu núi thẳm, định sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp rời xa phố thị ồn ào. Cũng đã chọn xong tên cho khu nghỉ dưỡng, gọi là Thế Ngoại Tiên Cảnh. Nhưng sau khi công nhân lên núi, trong lúc đào nền móng thì phát hiện ra một chuyện hết sức lạ lùng. Lúc công nhân đào đất, vô tình đào trúng một hang động ngầm khổng lồ. Vì quy mô hang động này quá lớn, ban đầu còn tưởng là một mộ táng ngầm thời cổ đại. Khi ấy công nhân đều tưởng bờ, dù sao đào cũng đã đào rồi, chỉ bằng bây giờ dứt khoát đào tiếp xuống, xem thử bên trong có báu vật bồi táng gì hay không. Nói không chừng bán được một món là đủ mua đất mua nhà. Nhưng đào xuống rồi mới biết không đơn giản như thế. Trong hang, ngoài hàng chục ngàn cái xác cáo cùng một bia đá khắc hình đầu cáo thì không còn vật gì khác. Những cái xác cáo này đã cứng đờ, gần như đều khô quắt lại, không con nào có dấu hiệu phân hủy. Một số công nhân lớn tuổi liền trợn tròn mắt. Bọn họ đều là người địa phương Đông Bắc, ít nhiều cũng từng nghe kể
Nhưng chuyện về Ngũ Đại Tiên lại thêm nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều díu hết cả chân. Tất cả công nhân chẳng còn lòng dạ nào làm tiếp nữa. Mấy người lớn tuổi còn tìm dây thừng đỏ giăng quanh mộ hồ ly, sau đó bắt đầu thắp hương dập đầu với ngôi mộ. Người quản lý theo dõi công trình này là em vợ của ông chủ Tôn. Ông ta không khuyên nổi đám công nhân, chỉ đành gọi điện báo cáo lại chuyện ở đây với anh rể. Nhưng trong điện thoại cứ lắp bắp không làm rõ được, chỉ nói là đào được mấy cái con cáo. Công nhân ở công trình đều sợ quá, không dám khởi công. Ngũ Đại Tiên hay Ngũ Đại Tiên Gia, Ngũ Đại Tài Thần, năm loài vật có linh tính được dân gian sùng bái gồm Hồ Tiên Cáo, Hoàng Tiên Trồn, Bạch Tiên Nhím, Liễu Tiên Rắn và Hôi Tiên Chuột. Khi ấy, ông chủ Tôn quát vào điện thoại, không phải chỉ là mấy con cáo chết hay sao? Cũng đâu phải người chết để nôi phải đình công luôn sao? Mắng em vợ một trận té tát xong, ông ta đích thân dẫn người đến công trường trong rừng sâu núi thẳm kia. Đợi đến khi ông chủ Tôn xuống xe, đi thấy cảnh tượng trước mắt, cùng sợ hãi hớp một hơi khí lạnh. Lúc này mới hiểu vì sao em vợ không thể nói rõ ràng qua điện thoại. Đây đâu chỉ là vấn đề vài ba con cáo, cho dù có bắt toàn bộ cáo trong núi vứt vào đây cũng chưa chắc có thể lấp đầy cái hố này. Nhưng ông chủ Tôn cũng rất cứng rắn, muốn tiếp tục làm tới cùng. Công trường này mỗi ngày tốn của ông gần 100.000. Tuy nói ông chủ Tôn làm ăn phát đạt, nhưng cũng không tham nổi khoản tiền tiêu hao đó. Ông gọi hết những công nhân lớn tuổi đến, bảo họ sắp xếp người xuống dưới gom xác cáo mang lên, tìm nơi chôn cất, sau đó lập tức cho công nhân làm việc trở lại. Có điều nghe ông chủ Tôn nói xong, mặt của mấy lão già lập tức trở nên khó coi, đắn đo mãi. Người công nhân lớn tuổi nhất khổ não nói: "Ông chủ à, không dám đào nữa đâu. Ông cũng thấy dưới đó ít nhất cũng có hơn 10.000 hồ tiên. Các cụ bảo nơi này gọi là mộ hiên viên, quấy rầy các vị hồ tiên là đại bất kính đấy. Bây giờ chỉ nên lấp lại khu đất này, rồi tìm vài chục con gà cúng tế, đừng để các hồ tiên trách tội. Ông chủ à, phiền ông tốn thêm chút tiền, chúng ta đổi nơi khác, xây thế ngoại tiên cảnh đi." "Này, ông đừng có dở giọng đó với tôi." Ông chủ Tôn trừng mắt quát người công nhân: "Mẹ, có mấy cái con cáo chết thôi mà, các người cứ làm quá thế. Đổi nơi khác." "Ông biết mỗi nơi này thôi đã tốn hết bao nhiêu tiền của tôi không? Riêng việc xây đường vào thôi, ông đây đã tiêu hết 2 triệu rồi đây. Hồ tiên hồ tiếc cái gì? Nếu có thật đấy, ông gọi một con ra đây để tôi xem thử xem." 2 triệu ở đây tương đương với giờ tầm 7 tỷ. Ông chủ Tôn càng quát thét càng kích động, sau cùng cũng mặc kệ mấy công nhân. Ông ta dẫn theo người làm vào trong kho lấy 2 thùng xăng ra. Ông chủ Tôn đích thân tưới xăng vào hang, châm một mồi lửa thiêu cháy hàng chục ngàn con cáo chết thành tro trước mặt các công nhân. Có vài công nhân muốn ngăn ông chủ Tôn lại, đáng tiếc lại bị người ông chủ Tôn dẫn theo cản trở bên ngoài. Mặt thầy bọn cáo sắp bị thiêu rụi, một làn khói đen dày bốc lên từ cái xác cháy. Chỉ trong thoáng chốc, đám khói đen đã bao phủ toàn bộ công trường này. Người xung quanh chỉ cảm thấy hơi đáng sợ, chứ không có gì lạ thường, nhưng lại nghe thấy mấy tiếng thét thảm phát ra từ chỗ của ông chủ Tôn. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng may khói đen đến nhanh, đi cũng nhanh. Giây lát sau, làn khói đó đã tan biến. Sau khi khói đen tan hết, thì phát hiện ông chủ Tôn đã nằm gục dưới đất. Cơ mặt ông ta không ngừng run lên, gương mặt biến thành hình dạng cáo. Mọi người ở đó đều chết chân nhìn ông chủ Tôn. Những người đứng đằng xa, không ai dám lại gần. Cuối cùng em vợ của Tôn Liên Thành đành phải chi 100.000 mới gọi được mấy kẻ to gan
Tôi khiêng ông chủ tôi lên xe, chạy một mạch chục km đến bệnh viện địa phương. Triệu chứng thế này, bác sĩ bình thường không khám ra được. Bác sĩ trực ca hôm đó cũng sửng sốt. Được nói là chữa, người ta còn chưa nghe đến cái căn bệnh này bao giờ. Cuối cùng viện trưởng quản lý nghiệp vụ đích thân khám, rồi vừa túa mồ hôi lạnh, vừa kéo người nhà của ông chủ tôn mới tất tả chạy tới vào trong góc. Đến nước này rồi, các người còn đưa đến bệnh viện à? Có ích gì nữa đâu. Ông viện trưởng bối rối, suýt nữa thì nói, các người đến góp vui hay sao? Người nhà của tôn thấy mặt ông ta đều sững sờ. Người lớn tuổi nhất ở đấy là cậu của tôn Liên Thành, cụ sống lâu, hiểu biết nhiều, đã sắp xếp người đưa ông chủ tôn về ngôi biệt thự ở quê này. Nhà họ tôn vốn muốn đưa ông ta về khu nhà sang trọng trên tỉnh, nhưng lại sợ phóng viên chụp được dung nhan hiện giờ của ông chủ tôn, dù chỉ đăng lên mạng cũng là chuyện tày trời rồi. Vì thế từ hôm đó, ông chủ tôn đã ở lại trong ngôi biệt thự này, mà bạn bè người thân của ông ta cũng không nhàn rỗi, chạy đồn chạy đáo tìm cách giải quyết vấn đề của ông chủ tôn. Trong cảm nhận của người địa phương, ngoại trừ múa tế thần và Einstein, những thứ còn lại đều thuộc mê tín dị đoan. Nếu học thuyết của Einstein không có tác dụng, vậy thì mời thần vào nhà đi. Nhà họ tôn cũng khá giả, tìm liên tục mười mấy người đến tế thần trừ tà cho ông chủ tôn. Đa số những người múa tế thần này vừa nhìn thấy mặt tôn Liên Thành thì không nói hai lời, quay lưng bỏ đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có hai người đến từ huyện lân cận là kiên trì được. Bọn họ còn chưa biết mặt mũi tôn Liên Thành, đã vỗ ngực cam đoan mời được thần trừ tà. Gặp được tôn Liên Thành rồi thì sắc mặt tái nhợt. Nhị thần cầm lấy trống văn vương, nhắm mắt hát chưa được mấy câu đã bắt đầu sùi bọt mép. Thế vẫn còn đỡ, đại thần ở trên giường thì nằm gục xuống ngực của ông chủ tôn, lên cơn động kinh. Nhưng cho dù như vậy, nhị thần vẫn vừa nước dãi lòng thòng, vừa hát nốt bài ca tế thần xong việc, mặt ông chủ tôn vẫn là mặt cáo, cười khanh khách với đại thần đang co giật trước ngực của mình. Ông anh nhảy nhị thần trước là đỡ đại thần xuống giường, sau đó lau nước dãi bên khóe miệng, dầu dĩ nói với ông chủ tôn, ông chủ à, đã vất vả vậy rồi, ít nhiều cũng thưởng chút tiền đi chứ. Theo quy định, hai ông anh này xem như hỏng việc, vốn chỉ cần cho hai quả táo rồi đuổi đi. Có điều cậu của tôn Liên Thành vẫn nói, yên tâm đi, tiền tôi vẫn đưa đủ, mẹ nó, hai anh cũng chuyên nghiệp quá đấy. Mọi người múa tế thần ở địa phương không giải quyết được vấn đề, bất đắc dĩ họ hàng của tôn Liên Thành chỉ đành hy vọng tỉnh khác có cao nhân. Cầu cảnh khắp nơi, cuối cùng đến chỗ của Tiêu Hòa Thượng. Ông cụ này còn cố tình đi một chuyến xem thử tình hình của ông chủ tôn. Chỉ là yêu cầu của chủ nhà hơi khắt khe, ngoài múa tế thần ra, mọi hoạt động khác đều là phong kiến mê tín, không thể dùng để làm hại tôn Liên Thành đáng thương thêm nữa. Vốn gì cụ Tiêu đại sư cũng có cách để trừ tà cho ông chủ tôn, nhưng đối phương lại làm khó, ngoài múa tế thần ra thì không muốn gì khác. Thấy tiền đã tới tay, không thể không lấy. Nghĩ tới nghĩ lùi, ông nghĩ đến tôi và Tôn Mập. Bây giờ dân điều cục đã giải thể hơn nửa năm, tôi và Tôn Mập cũng làm việc ở văn phòng dân tộc và tôn giáo được một thời gian. Thiệu Nhất Nhất và Hoàng Nhiên, Bông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cũng lần lượt gia nhập. Có điều dù sao cũng vẫn là bước đầu. Thời còn dân điều cục đã quen mỗi ngày đợi báo cáo chuyện tâm linh trên khắp cả nước, bây giờ phải tự mình ra ngoài kiếm ăn thì sẽ biết được sự khác biệt giữa nhà nước và tư nhân. Còn phải nuôi thêm hai kẻ ăn không ngồi rồi là Dương Quân và Dương Kiêu, lại càng giật gấu vá vai. Lúc dân điều cục bị giải thể, Tôn Mập đã tốn bao công sức mới lôi kéo được hai anh Dương đến văn phòng dân tộc và tôn giáo. Vốn chỉ nghĩ cần có hai người họ bên cạnh
thì cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể dễ dàng giải quyết. Qua lắm thì còn có ông thần Ngô Nhân Địch kia. Có điều Tôn Bập vẫn còn khá e ngại Ngô Nhân Địch. Nhân vật thần thánh thế này, cố gắng không trêu vào thì tốt hơn. Có kè mặc cả với Tiêu Hòa Thượng xong, Tôn Bập nhận mối này, thù lao chia 7-3 với cụ Tiêu Đại Sư. Chút chuyện nhỏ này không cần đến hai anh Dương ra trận. Chuẩn bị qua loa, tôi, Tôn Mập và Hoàng Nhiên khởi hành đến biệt thự của ông chủ Tôn. Đến nơi rồi, chúng tôi cũng không đi gặp gia đình ông chủ Tôn ngay, mà giúp trong khách sạn ôn tập kiến thức về múa tế thần. Tuy lúc nhỏ tôi cũng từng nhìn thấy mấy buổi múa này, nhưng về sau vào dân điều cục mới hay những người đó đều chỉ là bọn thần côn lừa tiền. Nhưng không hiểu sao, tôi nhớ loáng thoáng hình như trong đám thần côn này còn có cả Tiêu Hòa Thượng. Nói là ôn tập, thực ra cũng chỉ là tìm một đống sách vở và video về múa tế thần để xem mà thôi. Bao gồm cả đống hồ sơ quơm ra từ được kho của dân điều cục trước khi giải thể. Có điều thời gian gấp rút, Tôn Mập lại không hứng thú với tài liệu văn bản. Cậu ta chỉ ôm máy tính xem phim múa tế thần cả đêm. Xem xong, Tôn Mập bắt đầu sắp xếp vai diễn cho chúng tôi. Nhị thần phụ trách tụng niệm hát hò, không ai ngoài cậu ta. Tôi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên giường tung hứng với Tôn Mập là được. Sau đó chớp thời cơ, nhân lúc người xung quanh không chú ý, ra tay giải quyết rắc rối của ông chủ Tôn. Hoàng Điền phụ trách lái xe, nếu chúng tôi làm không xong thì lôi anh ta ra. Nói thế nào, hội trưởng Hoàng cũng là ông trùm đời cuối của Ủy ban Tôn giáo. Mấy cái chuyện thế này không làm khó được gã đâu. Sáng hôm sau, bà chúng tôi đến biệt thự của ông chủ Tôn. Vì đã liên hệ từ trước, tuy gia đình nhà họ Tôn hơi nghi ngại về tuổi tác của tôi và Tôn Mập, nhưng ông chủ Tôn đã bệnh hơn nửa năm. Cứ tiếp tục như vậy thì thật sự gần đất xa trời mất. Hiện tại chỉ có thể liều một phen để chúng tôi thử xem sao. Dù gì cũng đã thế này rồi, đâu thể nào tệ hơn được nữa chứ. Vẫn là cậu của ông chủ Tôn đích thân dẫn tôi và Tôn Mập vào trong phòng Tôn Liên Thành. Vào cửa rồi, tôi vừa nhìn đã thấy một con cáo to đùng nằm úp trên mình người đàn ông trên giường. Con cáo này thấy tôi và Tôn Mập bước vào, khóe miệng liền cong lên, tạo thành một biểu cảm cười khẩy. Nhưng giây lát sau, sắc mặt con cáo đã thay đổi. Mặt nó nhìn đăm đăm vào thắt lưng hơi gồ lên của tôi, trong đó cắm hai thanh kiếm ngắn, tên Tội và Phạt. Thứ này lấy được từ chỗ đối thủ lớn nhất của Ngô Nhân Địch. Tuy vẫn chưa dùng được mấy lần, nhưng con cáo này rõ ràng bày tỏ nỗi khiếp sợ đối với hai thanh kiếm ngắn. Mày có thứ để sợ thì tốt rồi. Hàn huyên mấy câu với người nhà họ Tôn xong, Tôn Mập lập tức đảm bảo. Cứ giao cho anh em chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần không phải cáo chín đuôi Tô Đát Kỳ sống lại thì không thoát được lòng bàn tay của anh em tôi đâu. Nhà, ớt nha. Nó đến câu cuối cùng, giọng Tôn Bẩm có vẻ không tự tin lắm. Sau khi xong chuyện, cậu ta mới nói với tôi. Năng lực thiên nhãn của cậu ta quá yếu, chỉ có thể thấy lờ mờ trên giường ông chủ Tôn có một đám xương trắng. Nói như vậy là để hỏi tôi còn nắm chắc không. Tôi gật đầu, hùa theo Tôn Mập. Một con cáo con không có gì to tát đâu. Có câu này của tôi rồi, Tôn Mập mới yên tâm. Lại nói nhăng nói cuội thêm vài câu nữa, chúng tôi thay đồ múa tế thần. Tôi ngồi lên giường của ông chủ Tôn, còn cáo kia thế tôi lại gần, trước là nhe nanh đe dọa. Thấy không hiệu quả, tôi vẫn từng bước tiến tới. Con cáo lại banh miệng ông chủ Tôn ra, thò đầu vào, cả thân hình chui tọt vào trong họng của Tôn Liên Thành, trốn vào cơ thể của ông ta. Quá trình này cũng chỉ trong cái chớp mắt, tôi vừa định ngăn cản, con cáo đã hoàn toàn mất dạng. Nó to lớn như vậy, không ngờ lại chui lọt thân hình ông chủ Tôn
thì vẫn không thay đổi chút nào. Thế này thì hơi rắc rối rồi. Giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy thôi. Chờ tôi yên vị, Tôn Mập bắt đầu biểu diễn. Đầu tiên, anh Béo gõ một hồi trống văn vương. Không ngờ chỉ trong một đêm, cậu ta lại có thể gõ bài bản như vậy. Gần như y hệt giai điệu múa tế thần tôi từng nghe lúc nhỏ. Đến người nhà họ Tôn đứng tạo khí thế xung quanh, nghe cũng gật gù. Sau hồi trống văn vương, Tôn Mập cất tiếng hát một câu. Nghe hát xong, tôi suýt nữa té từ trên giường xuống. Cậu ta đang hát đối đáp hay diễn Quá Phụ Mã Mở Tiệm vậy đây? Quá Phụ Mã Mở Tiệm, tên một vở kịch tuồng chữ danh ở vùng Đông Bắc. Vừa hò lên, sắc mặt người xung quanh liền lập tức biến đổi. Ánh mắt của mọi người gần như đều trở nên hằn học. Như thế, chỉ cần một lý do, cả đám sẽ xông tới cho tôi và Tôn Mập no đòn. Tuy tôi không sợ đánh nhau, nhưng đánh nhau vì Quá Phụ Mã, thế thì còn ra thể thống gì chứ? Thấy tình thế gay gò, cậu của Tôn Liên Thành có vai vế lớn nhất bên phía đối phương lên tiếng. Đứng yên đó, đợi bọn họ múa tế thần xong rồi nói. Liên Thành tỉnh lại thì sao cũng được, Liên Thành không tỉnh thì đánh gãy chân của bọn họ luôn. Nói xong câu này, tiếng xôn xao vừa rồi mới dần lắng xuống. Có điều ánh mắt của mọi người vẫn hùng hăng chĩa về tôi và Tôn Mập. Cùng mày, tố chất tâm lý của Tôn Mập cực kỳ tốt, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn cười tươi rói, truyền ca từ về lại chủ đề múa tế thần. Qua mấy câu dạo đầu, Tôn Mập hát vào lời chính. Tôi xin mời chư vị tiên gia, một thỉnh nguyên thủy thiên tôn. Theo lời hát của Tôn Mập, tôi thẳng người lên, tay bắt pháp quyết, bày tư thế. Tôn Mập liên tiếp mời thêm hai vị tiên gia, tôi cùng phối hợp cậu ta làm ra đủ loại tư thế khác nhau. Phần dạo đầu này đúng quy cách, tiếng thì thầm phía sau cũng nhỏ hơn nhiều. Bởi đến vị tiên gia thứ tư thì gặp sự cố. Lúc hát đến đây, miệng Tôn Liên Thành há ra, một cái đầu cáo thò ra ngoài, kêu lên với Tôn Mập, thu hút sự chú ý của cậu ta. Một người một cáo bốn mắt nhìn nhau. Ngay trước khi tôi kịp ra tay lôi nó ra khỏi miệng của ông chủ Tôn, con cáo đã nhanh chóng rụt đầu vào trong. Sau khi chạm mặt con cáo, thiên nhãn của Tôn Mập đột nhiên sáng ra, có thể nhìn thấy tướng mạo của con cáo này. Cậu ta bất giác lắp bắp, tuy rằng đối với hai chúng tôi mà nói, cảnh tượng này đã khá quen thuộc rồi, nhưng không biết vì sao, mày qua mắt lại với con cáo xong, Tôn Mập cũng quên bén hết cả ca từ tiếp theo. Vốn chỉ cần gọi đại cái tên mấy vị thần tiên nữa là xong, là có thể lấp liếm qua đoạn này. Nhưng hiện tại đầu óc cậu ta trống rỗng, không nhớ ra nổi vị thần Phật nào trên đời. Dì dầm mấy câu, cuối cùng cậu chàng chém bừa. Bốn thỉnh Châu Kiệt Luân. Khấn câu này ra, tất cả mọi người, kể cả tôi, đều sững sờ. Người đằng sau nghe lời ca mới, mắt đều đổ dồn về phía tôi, xem thử tôi sẽ có phản ứng gì. Nghẹn nửa ngày, cuối cùng tôi cũng giơ tay múa máy, miệng ú hớ hát. Mau, mau sử dụng côn nhị khúc, hơ hơ ha hây. Một câu trong bài hát Côn Nhị Khúc của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Thế tôi đáp lại, Tôn Mập lại tiếp tục biện lời. Năm thỉnh Tống Tộc Âm. Ớt muội muội, ớt Tôn Đại Thánh tiên sư nhà cậu. Lúc thỉnh Châu Kiệt Luân, người phía sau còn tưởng mình nghe lầm, không biết là vì đại thần họ Châu mới đắc đạo nào. Nhưng đến đoạn Tống Tử, mọi người đều nghe rõ, đặc biệt là câu ớt muội muội kia. Đừng nói là bà con bạn bè nhà họ Tôn ở phía sau, đến cậu của Tôn Liên Thành cũng không ngồi yên được nữa. Ông cụ bật dậy khỏi ghế, lắp bắp chỉ vào tôi và Tôn Mập, quát lớn, xử chúng. Ầm một tiếng, nam nữ lớn bé nhà họ Tống
đều kéo tới. Thấy họ sắp xông đến trước mặt tôi và Tôn Mập, con cáo kia lại thò đầu ra khỏi miệng Tôn Liên Thành. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn. Nó vừa ló đầu ra, tôi đã vươn tay tới, chụp nhoáng tóm lấy cổ con cáo, xách lên, lôi nó ra khỏi giường của ông chủ Tôn. Khoảnh khắc tóm con cáo, tay còn lại của tôi cũng rút tội kiếm bên thắt lưng ra, thọc vào tim của nó, thuận thế xả xuống. Quá trình này diễn ra trôi chảy, bốn cái chân của con cáo khua loạn, lại không thể phản kháng, cuối cùng nhe răng rú lên một tiếng. Không chỉ tôi và Tôn Mập, mà cả người nhà họ Tôn đang đổ xô lại đây cũng nghe rõ mồn một tiếng rít này. Mấy người đi đầu sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Sau đó mọi người đều nhìn thấy một con cáo chết hiện ra trên tay tôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai, Tôn Mập cục xúc, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện biệt đội săn quỷ hậu truyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like, để lại bình luận ở dưới video này và hãy donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lúc con cáo này còn sống, lông toàn thân đỏ rực, nhưng bây giờ đã biến thành màu đen sì. Lời nó thè ra ngoài, đồng tử giãn nở, đang hướng về phía người nhà Tôn Liên Thành ngồi dưới đất. Dù là người bình thường không có thiên nhãn cũng có thể cảm nhận được từng luồng khí đen tỏa ra từ trên mình con cáo. Có mấy người nhát gan té đái tại chỗ, mùi khai tràn ngập trong không khí. Nhưng lúc này cũng chẳng ai bận tâm. Người phía sau đã dừng bước, tất cả đều nhìn con cáo chết chằm chằm. Người nào cũng bị như điểm huyệt bất động. Bây giờ Tôn Mập đột nhiên lấy lại được tinh thần. Cậu ta lôi ra một cái túi vải trong số những thứ đã chuẩn bị sẵn, bỏ con cáo chết vào. Người nhà họ Tôn mới sực tỉnh. Mấy người ướt quần vội chạy đi thay. Mấy người to gan hơn thì bâu lại, nhìn Tôn Liên Thành nằm trên giường. Ông chủ Tôn đã khôi phục tướng mạo ban đầu, tuy thân hình chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng vọt như nến, nhưng ít nhiều đã ra dáng con người. Có lẽ chỉ cần tĩnh dưỡng 6 tháng đến 1 năm, Tôn Liên Thành sẽ có thể bình phục hoàn toàn. Thấy Tôn Liên Thành trở lại hình người, họ hàng thân hữu phía sau đều xôn xao bàn tán. Tôi đã bảo hai vị đại tiên này có đạo hạnh mà. Anh xem, cái bọn lừa tiền trước đây toàn thỉnh thần tiên linh tinh, hở ra là thiên thượng lão quân. Lão quân ấy ở trên trời chỉ có một cái lò luyện thuốc, lò tốt cỡ nào đi nữa thì cũng không làm gì được hồ tiên. Lại nhìn hai vị đại tiên này, trước là mời Châu Kiệt Luân, sau lại mời Tông, thế có trả nổi không? Bọn họ hát một buổi lấy bao nhiêu tiền chơ? Cậu của ông chủ Tôn đã chen qua đám người hóng hớt đi đến trước mặt tôi và Tôn Mập. Mặt cụ chẳng còn cái vẻ vừa hô đánh giết ban nãy nữa. Lúc này cụ cười tươi với hai chúng tôi. Vất vả cho hai vị đại tiên rồi. Các anh là ân nhân của Liên Thành, cũng là ân nhân của nhà họ Tôn chúng tôi. Không cần nhiều lời nữa, bàn tiệc đã dọn sẵn rồi, chỉ đợi hai vị đại tiên nhập tiệc thôi. Tôi đang định khách sáo mấy câu rồi nhận tiền, Tôn Mập ở bên cạnh nhân lúc không có ai ra hiệu cho tôi. Sau đó đột nhiên hấp háy mắt, rút ra một lá bùa sau lưng ra dán lên giường Tôn Liên Thành, đồng thời miệng lẩm bẩm: "Ha, yêu nghiệt to gan, không phải ta nói chứ, con cáo này đã quy tiên rồi, cả người còn dám đến quấy phá sao? Không muốn sống nữa à?" Nghe có vẻ con cáo chết còn có đồng bọn, người xung quanh vốn dĩ đang vây kín nơi này thoát cái đều tản ra hết. Phần lớn lùi hẳn ra khỏi cửa phòng, chỉ còn lại mấy người bạo gan trở lại vị trí quan sát ban nãy, ngóng cổ cò lên nhìn về phía chúng tôi. Cậu của Tôn Liên Thành cũng lùi về chỗ cũ.
Tôi mầm liên tục đảo quanh ông chủ Tôn, bùa trong tay không ngừng dán lên các góc giường. Ông cụ ở phía sau càng nhìn càng cảm thấy bất an, cuối cùng đánh bảo hỏi lớn: "À, hai vị đại tiên, tình hình bây giờ thế nào? Còn cứu được Liên Thành không?" Cậu của Tôn Liên Thành vừa dứt lời đã thấy Tôn Mập dừng bước. Cậu ta thở dài một hơi nặng nề, đột nhiên quay phát lại nhìn người nhà họ Tôn phía sau, bực mình bảo: "Không phải tôi nói chứ, vừa rồi ai bảo các người qua đây? Lần này thì hay rồi, dương thịnh an âm suy, còn ác quỷ sắp đến tay lại bị các người làm sổng mất rồi." Nói đến đây, Tôn Mập ngừng lại, móc thuốc lá ra chia cho tôi, sau đó châm cho mình một điếu, rít mạnh một hơi rồi mới nói tiếp với người nhà họ Tôn: "Ai, các người cũng không cần lo, cùng lắm là ác quỷ ám nhà, nên người có mặt hôm nay 10 chết hết 9, dù sao hoang vắng vài năm là quen thôi. Đừng anh em tôi thì có tội tình gì mà cũng bị vạ lây theo chứ. Bây giờ danh tiếng bị nhà các người phá hỏng rồi, sau này người ngoài nhắc đến chúng tôi sẽ bảo chúng tôi tài cán chẳng tới đâu, để sổng một con ác quỷ khiến người tan cửa nát nhà. Còn ai dám mời chúng tôi nữa đây? Không phải tôi nói chứ, nửa đời sau của anh em tôi bị hủy trong tay nhà họ Tôn các người rồi." Tôn Mập nói như vậy, tôi cắn răng để không bật ra tiếng cười. Biết tòng cậu chàng lại bắt đầu lừa bịp rồi. Có điều tâm trạng đám người nhà họ Tôn không tốt như vậy. Nghe mấy câu của Tôn Mập xong, lại thêm vừa đường tận mắt nhìn thấy con cáo chết quái gì kia, nhà họ Tôn ai nấy đều chỉ còn biết run lẩy bẩy. Lúc này, Tôn Mập vứt đầu lọc điếu thuốc lá hút hết, dùng chân dập tắt, nhìn người nhà họ Tôn ở đối diện. Thôi được rồi, xem như anh em tôi xui xẻo, danh tiếng hỏng, cũng đành chịu thôi. Trong các người đấy, ai có tiếng nói ra đây, chúng ta quyết toán chi phí hôm nay. Tôn Mập hỏi ai đứng ra quyết định, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu của Tôn Liên Thành. Khi ấy tôi cũng thắc mắc, chuyện nhà họ Tôn bọn họ, người bên ngoài như ông này thì biết gì mà nói. Sau này tôi mới hiểu, thì ra ông chủ Tôn phất lên là nhờ thế lực của nhà ngoại, mà người cậu này của ông ta cũng được xem như nhân vật có máu mặt ở địa phương. Việc kinh doanh của ông chủ Tôn cũng là hợp tác cùng ông cậu này. Không chỉ kinh doanh mà cả chuyện nhà họ Tôn, chỉ cần Tôn Liên Thành đi vắng thì mọi việc đều do ông cậu làm chủ thay. Có điều lúc này ông cậu lại hoảng hốt, cụ lúng ta lúng túng lẩm bẩm: "Tìm người có tiếng nói trong nhà họ Tôn các người, nhìn lão già họ Vương tôi ở đây làm cái gì chứ? Ông cả Tôn, cháu là anh hai của Liên Thành. Liên Thành đi vắng thì cháu lớn nhất đấy, đại tiên người ta tìm cháu đó." Tôn Mập lúc này đã hơi sốt ruột, cậu ta lại rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng nhưng không châm lửa, quát mắng: "Tìm đại một người đứng ra quyết định là được rồi. Bản nãy tôi nói còn chưa đủ sao? 10 người có mặt hôm nay thì chết hết 9, dù các người có họ Tôn hay không, không quá 2 ngày nữa đều sẽ tề tựu dưới đó. Bây giờ tìm một người đến đây thanh toán cho chúng tôi, đợi các người xuống dưới rồi thì tha hồ mà bàn luận xem ai là chủ nhà." Nói xong câu này, một người có thân hình gầy yếu liền sợ hãi quá độ, vịn vào cửa bắt đầu run rẩy lên cơn động kinh. Thế bên kia lại nhốn nháo lên. Tôi mập thở dài, ngó sang tôi tặc lưỡi: "Bắt đầu rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, ông chủ Tôn là chủ nhà còn chưa đi, cậu xem họ hàng vội cái gì chứ? Cậu thì biết cái đếch gì, thế mới gọi là họ hàng đấy." Tôi hùa theo Tôn Mập: "Xuống trước tìm chỗ tốt, để đại đội nhân mã đi sau khỏi bỡ ngỡ." Cậu của ông chủ Tôn cũng không bận tâm đến người đang giật đùng đùng kia. Cụ dẫn theo hai người to gan lớn mật nhất
đi đến trước mặt tôi và Tôn Mập. Cô không còn thấy cái vẻ uy phong lúc nãy đòi xử chúng tôi nữa. Ông cụ khom lưng cúi đầu nói với chúng tôi: "Hai vị đại tiên à, nếu hai người đã nhìn ra được thì nhất định có cách phá giải, phải không? Nhất định có cách phá giải mà. Thế này đi, chỉ cần hai vị đại tiên có thể cứu được cả cái họ chúng tôi này đấy, thù lao hôm nay sẽ tăng gấp đôi." Tôi mập nhìn ông cụ thở dài: "Ai, nói cứ như anh em chúng tôi đang lừa các người vậy ấy nhỉ. Cơ mà nói đi nói lại ấy, cũng không phải không có cách phá giải. Chỉ là cần dùng 1 năm dương thọ của người có đạo hạnh ra để làm mồi dụ ác quỷ trở lại. Chỉ cần ác quỷ hiện thân, thu phục nó chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng phải giải quyết xong trong vòng 6 canh giờ. Nếu để qua 6 canh giờ thì dù Đại La Kim Tiên có dáng thế cũng không bắt nổi con ác quỷ đó đâu." Nói đến đây, Tôn Mập chép miệng, gãi đầu, nhìn cậu của ông chủ Tôn: "À, chỉ có 6 canh giờ, tức 12 tiếng đồng hồ. Cho dù có người như vậy chịu đổi 1 năm dương thọ, tôi biết đi đâu tìm bây giờ. Ai, khó rồi đây. Qua lắm thì các người chấp nhận số phận vậy." "Ê, đừng bắt chúng tôi chấp nhận số phận mà." Cậu của ông chủ Tôn mếu máo, nhưng rốt cuộc cụ cùng đã sống lâu năm, hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. Ông cậu nhìn Tôn Mập: "Hay là thế này nhé, đại tiên là người có đạo hạnh, anh gánh vác giùm chúng tôi, đừng cứ yên tâm đi, không phải vác không công. Liên Thành làm ăn bạc tỷ, tôi tiết kiệm cho nó làm chi. Chỉ cần hai vị đại tiên có thể bắt được con ác quỷ đó, tôi sẽ thay mặt nhà họ Tôn gửi tặng hai vị đại tiên 10 triệu tiền thù." Còn chưa dứt câu, Tôn Mập đã nháy mắt đến ông cụ bảo: "À, không phải tôi nói chứ, chúng tôi có 2 người. Cậu ông chủ Tôn vỗ trán cười gượng: "À, mỗi người 10 triệu. À, tôi định bảo mỗi người 10 triệu đấy chứ. Lớn tuổi rồi, bàn nay còn kinh hãi nữa, nói chuyện cũng không xong. À, mỗi người 10 triệu nha." Nghe cậu của ông chủ Tôn lộn xộn nói hết câu, Tôn Mập ngước nhìn trời thở dài, miễn cưỡng bảo: "Ai, 1 năm dương thọ. À, cũng vì tôi mềm lòng, không đỡ thấy người khác gặp nạn lớn như vậy. Nhưng chuyện ngày hôm nay trông cứ như chúng tôi lừa tiền các người ấy nhỉ." Tôn Mập vừa dứt lời, cậu ông chủ Tôn vội vàng phân bua: "Ấy ấy ấy ấy, anh cứu nhân độ thế, nếu không chịu nhận chút tiền trả lễ này ấy, mấy người chúng tôi không đồng ý đâu." Ông cụ nói xong, Tôn Mập hơi bất đắc dĩ gật đầu, sau đó lại bảo cậu ông chủ Tôn: "Bây giờ hai anh em chúng tôi thi pháp, các người đưa ông chủ Tôn ra ngoài đi. Trừ ác quỷ không giống như thu phục hồ yêu, ngoài anh em tôi ra, những người đương thế khác đều phải tránh mặt. Nhưng nếu muốn xem chúng tôi cũng không cản, không phải tôi nói chứ, lời khó nghe phải nói trước. Thấy quỷ 1 lần tổn thọ 3 năm, các người tự tính xem nhìn được mấy lần." "À, chúng tôi đi ngay, đi ngay." Cậu ông chủ Tôn cười nịnh nọt: "Vậy thì phiền hai vị đại tiên rồi." Nói xong, ông ta không dám chần chừ chút nào, dẫn theo cả đám người nhà họ Tôn khiêng ông chủ Tôn ra khỏi phòng. Thấy đám đông đi rồi, Tôn Mập mới quay sang tuét miệng cười với tôi: "Ớt à, chúng ta nấn ná thêm 2 tiếng, nhường cái giường cho cậu đấy. Cậu ngủ một giấc đi, đến giờ tôi gọi cậu dậy." Nói rồi, cậu ta tự móc điện thoại ra. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy rõ. Anh béo mà Momo lướt bâng quơ vài cái thì xuất hiện ảnh đại diện của một cô gái trẻ. Tôi mập gõ 3 chữ: "Hẹn hò không?" Tôi ở bên cạnh trợn tròn mắt. Thế này thì cục xúc quá rồi. Momo, phần mềm mạng xã hội và nhắn tin trên di động ở Trung Quốc.
Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 mang tên Ký ức bị thiếu trong 2 năm. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Tối hôm ấy, tôi cùng Tôn Mập và Hoàng Nhiên xuất hiện trong một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng, thức ăn đắt đỏ ở thủ đô. Lúc bà chúng tôi đến, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đã đợi sẵn trong phòng bao. Bọn họ đã gọi món xong, chúng tôi vào đúng lúc món gỗng quay đầu tiên được dọn lên. Nhìn một bàn hải sản phong phú, Tôn Mập nhíu mày. Ê, cá tôm ở đây có gì hay đâu. Tôi đã bảo quán Hồi giáo lúc trước ngon rồi mà, các người lại cứ thích đi ăn đồ Quảng Đông gì đó. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng anh béo vung đũa lại chẳng chần chừ chút nào. Chỉ sau mấy đũa, một mình Tôn Mập đã chén hết nửa con ngỗng quay. Thấy các món tiếp theo lần lượt bưng vào, tốc độ đũa của Tôn Mập bắt đầu chậm lại. Không phải tôi nói chứ, các người cần gì như thế? Có tôm sú rồi, còn gọi tôm hùm làm gì? Bây giờ ăn uống tự túc đây, còn tưởng sẽ được dân điều cục hoàn trả phí công vụ sao? Nói trước nha, đừng có lần sau nữa đấy. Cậu ta vừa dứt lời, cửa phòng bao lại mở ra. Cô phục vụ bước tới, lấy 5 đĩa sứ tinh xảo từ trên xe đẩy xuống, bày biện trước mặt 5 người chúng tôi. Bảo ngư úc sốt dầu hào, chung các anh chị ngon miệng. Mặt Tôn Mập liền dựng lên. Đừng có lần này luôn, bữa này chia kiểu Mỹ, mạnh ai nấy trả. Tôi không động vào bảo ngư, các người ai thích ăn thì ăn đi. Mông Kỳ Kỳ khinh khỉnh liếc Tôn Mập, lấy phần bảo ngư của cậu ta đặt đến trước mặt Trương Chi Ngôn, sau đó nói với Tôn Mập. Tiền nhỏ không ra, tiền lớn làm sao vào? Anh không biết sao, Mập à, chỉ riêng số của cải anh khuân ra từ dân điều cục ấy, ăn mấy đời cũng không vơi nổi đâu. Hay là thế này, cất tài sản dân điều cục ở chỗ tôi đi, tôi sẽ cho anh sinh hoạt phí hàng ngày, xem như là tiền lãi, 10 năm sau tôi trả lại anh nguyên vẹn, thế nào? Tôi Mập nuốt hết một họng thức ăn mới cười khổ. Tôi làm gì có tài sản chứ, mấy cái thứ đó đều là của cụ Ngô và hai anh Dương để nhờ ở chỗ tôi, đừng nói giao cho cô, chính tôi còn không dám động vào nữa là. Tôi nói đúng không? Ơn. Tôi đang nuốt miếng bảo ngư cuối cùng thì nghe Tôn Mập gọi tên, uống một hớp nước cho trôi. Tôi tiện miệng hùa theo Tôn Mập. Đồ của bọn họ ai dám động vào? Động vào cái ba vị ấy có thể lườm cô suốt mấy ngày liền đấy. Tôi vừa nói xong, Mông Kỳ Kỳ liền nhìn mái tóc bạc của tôi kinh ngạc hỏi. Các người không phải đồng loại sao? Cả anh cũng không động được à? Tôi cảm thấy lời này hơi khó nghe, nói với Mông đại tiểu thư. Đồng loại cái gì? Nhắc mới nhớ, cô còn là... Vốn định đề cập đến chuyện kiếp trước của cô ta và Ngô Nhân Địch, có điều vừa thốt ra miệng, tôi đã biết mình lỡ mồm rồi, lập tức nuốt lại những lời sau đó. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Mông Kỳ Kỳ ngờ vực. Tôi còn là gì? Anh nói rõ ra xem nào. Tôi đang định kéo Tôn Mập vào hòa giải thì Hoàng Mập nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng. Cậu ta nói cô là con nhà giàu, tiêu tiền không biết sót, chẳng phải chỉ ăn một bữa thôi sao? Thế này đi, chẳng cần kiểu Mỹ làm gì, cũng không cần phí công vụ, bữa này tôi mời. Ăn không đủ cứ gọi tiếp đi, xem như hôm nay ăn buffet đi. Ê, sao anh không nói sớm? Tôi Bập nghe thấy hai chữ buffet thì liền lên tinh thần, cất cao giọng gọi ra ngoài. Có ai không? Mang thực đơn đến đây. Vừa hô xong, cô phục vụ đã đi từ ngoài cửa vào. Tôi Mập lại quay sang bảo Trương Chi Ngôn. Cả Lâm mẹ, muốn ăn gì không? Không phải tôi nói chứ, đừng khách sáo với anh Hoàng. Anh mà chọn món rẻ là anh ấy không vui đâu.
Trương Chi Ngôn nhìn Tôn Mập, lúng búng mãi mới phun ra được hai chữ Ăn vi. Tôn Mập nghe không rõ, nhíu mày. Thì bảo anh ăn mà, nhưng anh phải nói anh muốn ăn cái gì đã chơ. Trương Chi Ngôn lại há miệng, nhưng nói mãi không thành câu. Cuối cùng dậm chân, lắp bắp. Vi cá mập. Anh ta nói một chữ thì gắng sức dậm chân một cái. Nói xong mấy chữ này, dậm chân đã tê dần. Ờ thì ăn. Tôn Mập cười hì hì, đa lồng nhào với Trương Chi Ngôn, sau đó lại hỏi Mông Kỳ Kỳ. Đại tiểu thư, cô đến rồi, mau chọn đi, chị phục vụ đang đợi kìa. Nói rồi đưa thực đơn tới, miệng vẫn lách trách. Hôm nay Thiệu Nhất Nhất không tới, khẩu vị hai người gần giống nhau. Cô gọi giúp cô ấy mấy món, khi nào về tôi mang cho cô ấy. Nghe mấy người này mồm năm miệng mười, lấp liếm qua chủ đề, cực lại khiến Mông đại tiểu thư nhớ đến Thiệu Nhất Nhất. Sau đó ăn không bao lâu, cô ta đã gọi thức ăn đi tìm Thiệu Nhất Nhất. Trương Chi Ngôn sợ cô ta không quen đường ở thủ đô, tự giác đi theo làm tài xế, chở Mông đại tiểu thư đến ngôi nhà ở ghép của Thiệu Nhất Nhất và các chị em. Hai người họ đi rồi, còn lại tôi và Tôn Mập, Hoàng Nhiên. Ăn uống lại càng thả ga, ăn một mạch đến 11 giờ. Bà chúng tôi đều đã ngà ngà say. Hoàng Nhiên là người gục đầu tiên. Cả thân hình phì nhiêu của anh ta nằm rạp trên bàn tiệc, thoạt cái đang ngáy ò ò. Ngất rồi sao? Uống rượu Tây thì tôi không bằng anh, nhưng uống rượu Đê tôi chấp ba người như anh đấy. Tôn Mập nhìn Hoàng Nhiên đang ngủ ngon, phá ra cười ha hà. Cậu ta cười xong rồi, tôi mới rót hai tách trà, đưa cho Tôn Mập một tách, mình một tách. Nước trà xuống bụng rồi, hơi rượu cũng dịu đi. Nói bâng quơ mấy cái chuyện vụn vặt, cuối cùng lái sang chủ đề khoảng thời gian 2 năm tôi hôn mê. Tôi gợi chuyện trước. Đại Thánh à, khi ấy tôi ngủ một giấc suốt 2 năm. 2 năm vừa tỉnh lại thì dân điều cục đã tan rã. 2 năm đó trong cục thế nào? Tôi Mập lặng lẽ nhìn tôi, đột nhiên tét miệng cười. Ê, mấy cái chuyện này hỏi tôi thì đúng rồi. Không phải tôi nói chứ, năm đó trong cục đúng là xảy ra vài việc lớn. Khi ấy tâm trí xếp cao đều đặt hết lên Lâm Phong. Mấy cái chuyện này đều do một tay tôi xử lý đấy. Có thể vì hiện giờ đã không còn áp lực của chức vụ phó dân điều cục nữa, lại thêm đã uống chút rượu, hiếm khi thấy Tôn Mập mở đĩa hát kể lại một lượt những chuyện xảy ra ở dân điều cục trong thời gian 2 năm tôi vắng mặt. Ban đầu khi tôi vừa rơi xuống núi Môn Bản hôn mê bất tỉnh, được chữa trị đơn giản ở bệnh viện địa phương, sau đó được chuyên cơ của dân điều cục đưa về thủ đô trong đêm, sắp xếp vào một bệnh viện điều trị ngoại thương nổi tiếng. Những ngày đầu, ngày nào bệnh viện cũng viết cho tôi mấy chục giấy báo bệnh tình nguy kịch. Sau đó Tôn Mập nổi sung, đích thân vào viện canh chừng, ăn uống luôn trong phòng bệnh của tôi. Nhận được thông báo nguy kịch thì lập tức xé nát ném vào mặt bác sĩ, lần nào cũng đáp lại bằng câu: người nhầm rồi, ở đây không có người này. Các vị bác sĩ điều trị chính của tôi đều tương đối đau đầu vì phần tử gây rối có thế lực kiểu này. Nhưng sau đó tình trạng của tôi dần ổn định lại, quan hệ giữa Tôn Bập và các bác sĩ mới đỡ hơn. Cậu ta cũng không còn cắm rễ trong phòng bệnh của tôi nữa, chỉ ghé thăm mỗi ngày, trò chuyện với tôi đôi ba câu. Một ngày vào khoảng nửa năm sau khi hôn mê, Tôn Bập đi họp ở Bộ Công an về, tiện đường ghé bệnh viện thăm tôi. Hôm đó khi cậu ta mặc cảnh phục cảnh giám cấp 2 ra khỏi phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông vừa đen vừa gầy xách quần bước ra từ nhà vệ sinh đối diện.
Hai người vừa nhìn thấy nhau đều sững sờ, sau đó lộ vẻ bối rối. Người trong nhà vệ sinh đó tên là Trương Tử Hoa. Đừng thấy hiện giờ ông ta trông xa xút, thật ra 8 năm trước còn là đại ca xã hội đen xưng bá một phương. Tuy lăn lộn giang hồ nhưng tính tình cũng lắm. Tôn Mầm tốt nghiệp trường cảnh sát thì đi nằm vùng. Đại ca đầu tiên cậu ta theo chính là người này. Khi ấy Trương Tử Hoa bị mỡ heo che mở mắt mới cảm thấy Tôn Mập ưa nhìn. Sau những chầu nhậu thường kể cho Tôn Mập nghe những bí mật không ai biết. Lỡ ngỡ như thế, cuối cùng lĩnh án 10 năm. Sau mấy lần giảm án, 8 năm sau Trương Tử Hoa ra tù. Khi ấy là hơn 3 tháng sau khi ông ta mãn án. Nên không ngờ ra ngoài rồi cảnh còn người mất. Đàn em xưa, đứa thì cải tà quy chính, đứa thì nôi gót ông ta vào tù vẫn chưa ra. Mấy kẻ tài giỏi hơn thì đã lên làm đại ca cả. Gặp Trương Tử Hoa đều không còn thân mật như lúc xưa. Trương Tử Hoa một là quá chán nản, hay là không muốn đi lại cái con đường cũ, cuối cùng dứt khoát đến thủ đô để ngoan ngoãn tìm một công việc, sống bình yên nốt quãng đời còn lại. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế. Trương Tử Hoa đến thủ đô rồi mãi không tìm được việc làm. Lâu dài ông ta cũng tiêu hết số tiền ít ỏi còn lại của mình. Đang lúc sắp lâm vào đường cùng, ông lại thấy trên báo đưa tin có người bán thận mua iPhone. Khi ấy Trương Tử Hoa đã hết đường xoay sở, đành cắn răng. Dù sao con người đều có hai quả thận, bán một quả thì vẫn còn cầm cự được, đổi lấy mấy vạn làm ăn nhỏ sau này cũng đủ sống rồi. Nhưng mấy cái chuyện bán thận, Trương Tử Hoa không có kinh nghiệm, quả thực không tìm được đường dây. Cuối cùng trong lúc đi tìm tờ rơi bán thận dán lề đường thì sực nhớ trước đây mình nhức đầu sổ mũi thường đến bệnh viện khám, nhìn thấy những tờ rơi bán thận như thế trong nhà vệ sinh. Hôm đó là lần đầu tiên ông ta đến bệnh viện ở đây. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trông thấy Tôn Mập mặc một bộ đồ cảnh phục. Vốn dĩ Trương Tử Hoa còn tưởng Tôn Mập đã bỏ trốn sau khi ông ta xảy ra chuyện. Bây giờ gặp được cậu chàng thì mới vỡ lẽ Tôn Mập chính là cái tên vô gian đạo mà phía cảnh sát sắp xếp bên cạnh mình. Hai người nhìn nhau một lúc, chưa ai kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng lao công trong nhà vệ sinh mắng: đứa nào chán sống lại dán quảng cáo bán thận lên tường nhà vệ sinh vậy? Mẹ nó, để thận của mày thối trong bụng luôn đi. Nghe thấy dãy số này, Tôn Mập cười ngượng ngùng nói với Trương Tử Hoa: vẫn không đổi số nhỉ? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ tư mang tên Phân Thây, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Cửa nhà vệ sinh bệnh viện quả thực không phải nơi để trò chuyện. Cuối cùng Tôn Mập dẫn người đại ca cũ này đến một nhà hàng gần đó, tìm căn phòng bao, vừa ăn vừa hàn huyên. Mấy ly bia xuống bụng, Trương Tử Hoa cũng không giấu giếm gì Tôn Mập nữa, sổ hết một tràng những ấm ức bao nhiêu năm nay. Tôn Mập nghe rồi cũng bắt đầu cảm thán, cuối cùng rút ví ra, giao tất cả tiền mặt trong đó cho Trương Tử Hoa. Hôm nay không mang theo nhiều tiền, anh cầm tạm chút ít này đi. Sau đó lại đưa danh thiếp của mình ở Bộ Công an cho Trương Tử Hoa, nói: trên danh thiếp có số điện thoại của em đấy, sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm em. Mấy ngày nay em sẽ tìm thử xem có công việc nào thích hợp cho anh không, rồi sẽ sắp xếp cho. Dù không thể đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng không lo cơm áo gạo tiền. Nghĩ lại từ lúc mình ra tù đến giờ vẫn luôn khốn khổ, cũng chỉ có cái tên Mập bán đứng mình năm xưa mới nói được một câu mặn câu nhạt với mình. Lập tức tay đại ca
lỡ vận thổn thức không thôi. Tôi Mầm vốn còn đang định an ủi vài câu, nhưng lúc này điện thoại từ cục cứ rung từng hồi. Không còn cách nào khác, cậu ta quẹt thẻ thanh toán, nhanh chân rời khỏi nhà hàng. Sáng hôm sau, tôi Mập về dân điều cục chưa bao lâu, đang chuẩn bị đến chỗ tôi điểm danh sáng. Đột nhiên, nhận được cuộc gọi của Cao Lượng, bảo cậu ta đến đội hình sự của Sở Công an thành phố một chuyến. Hình như xảy ra vụ án gì đó cần cậu ta đi cung cấp manh mối. Khi ấy Tôn Mập đang vội đến bệnh viện, cùng không kịp hỏi rõ, vì bình thường những chuyện thế này cũng nhiều, cùng chẳng có gì to tát, cứ xem như trước khi đến bệnh viện tiện thể làm chút công việc vậy. Có điều đến khi cậu ta đến được đội hình sự rồi mới hiểu chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Người đợi cậu ta là một cảnh sát hình sự họ Trương. Vì biết lý lịch của Tôn Mập, đội trưởng Trương rất khách sáo với cậu ta. Sau mấy câu mào đầu, đội trưởng Trương đã nói vào chủ đề chính. Cục phó Tôn à, anh có quen biết Trương Tử Hoa không? Đột nhiên nhắc đến Trương Tử Hoa, Tôn Mập khẽ giật thót, bị mặt phải nảy lên hai cái. Có một dự cảm chẳng lành tự nhủ trong lòng. Lẽ nào ông anh này lại gây chuyện rồi, kinh động đến cả đội hình sự sao? Xem ra chuyện này không nhỏ đâu. Tôn Mập ngập ngừng đáp. À, trước đó xem như là có giao tình, hôm qua còn gặp mặt nữa kìa. Không phải tôi nói chứ, anh ấy gây chuyện gì sao? Nếu chuyện không lớn, để mặt tôi, không cần thiết tạm giam thì đừng tạm giam, cần bồi thường gì anh cứ nói đi, tôi sẽ nghĩ cách mà. Đội trưởng Trương lắc đầu cười khổ. Sau này ông ta không thể gây chuyện nữa rồi. Tôi Mập sững sờ, chớp chớp mắt. Không thể gây chuyện nữa ư? Ý anh là sao? Đội trưởng Trương móc thuốc lá, mời Tôn Mập một điếu. Tự mình châm lên một điếu, sau đó mới nói. Hơn 6 giờ sáng hôm nay, phát hiện một xác chết trong căn phòng thuê. Qua phán đoán sơ bộ, người chết chính là khách trọ của phòng thuê này, Trương Tử Hoa. Vì trong các vật dụng tùy thân của ông ta có danh thiếp của anh, theo lệ chúng tôi cần mời anh đến tìm hiểu quan hệ của anh và ông ta. Còn nữa, trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ sáng hôm nay, anh đang ở đâu, có nhân chứng thời gian hay không? Trương Tử Hoa chết rồi. Tôi Mập hoàn toàn đờ đẫn. Hôm qua mới vừa gặp mặt, một người sống đang yên đang lành, sao nói chết là chết ngay được? Đội trưởng Trương thấy phản ứng của Tôn Mập, lặp lại lần nữa những gì vừa nói, mà khiến Tôn Mập hoàng hồn. Tôn Mập lấy lại bình tĩnh, đáp. À, 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm nay, tôi đang ngủ trong ký túc xá của cục. Không có nhân chứng thời gian, nên gần đây hành lang ký túc xá đều lắp camera an ninh. Nếu cần, các anh có thể đi điều tra. Nói đến đây, Tôn Mập ngừng lại, chớp chớp mắt. Đội trưởng Trương này, không phải tôi nói chứ, anh đã tìm đến tôi đây ấy, thì chứng tỏ không phải Trương Tử Hoa tự sát, cũng không phải bạo bệnh mà chết. Chuyện khác tôi không hỏi, chỉ muốn biết anh ấy chết thế nào thôi. Đội trưởng Trương gượng cười nhìn Tôn Mập. Ê, cục phó Tôn à, theo lý mà nói, nghiệp vụ của hai bộ phận chúng ta cũng không khác nhau mấy, còn những quy định anh cũng phải theo. Bây giờ anh vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi. Theo quy định tôi thật sự không thể nói anh những chuyện này được. Quy định? Được, tôi thích làm theo quy định đấy. Vô gì sau khi nghe được tin Trương Tử Hoa chết, sắc mặt Tôn Mập còn hơi nặng nề. Được thấy đội trưởng Trương nhắc đến quy định, Tôn Mập lập tức khôi phục nụ cười thương hiệu thường ngày. Dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, tự lấy thuốc của mình ra hút một hơi, sau đó mới nhẹ răng cười với đội trưởng Trương. Trung bình mỗi năm có 25 vụ án đặc biệt anh ký tên gửi đến dân điều cục. Từ giờ trở đi, dân điều cục chúng tôi cũng bắt đầu làm theo quy định. Tất cả hồ sơ đều sẽ tổng hợp sắp xếp ở phòng điều tra số 5. Đợi chúng tôi rảnh việc,
mới lo đến án đặc biệt của các anh nhé. Nghe Tôn Mập nói vậy, đội trưởng Trương há hốc mồm, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, căn răng nói: "Ây, cục phó Tôn, làm người ai lại làm thế chứ? Nơi này là thủ đô, xảy ra chuyện gì anh cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu." Tôn Mập cười ha hả: "Đội trưởng Trương, anh đoán xem, nếu xảy ra chuyện thật đấy, thì đội trưởng đội hình sự anh đây, Tiêu Tùng, hay cục phó dân điều cục chúng tôi đây, Tiêu Tùng chứ?" Đội trưởng Trương nhìn Tôn Mập nửa ngày, cuối cùng đành thỏa hiệp, thở dài. Anh ta lấy di động ra, ấn mấy số rồi gọi đi: "Anh Vương, vụ án phòng ngầm số 26 đường XX sáng nay." "Đúng, chính là vụ phân thây đấy. Vẫn chưa rút khỏi hiện trường chứ?" "Ừ, ở lại thêm mấy tiếng nữa đi. Còn nữa nhé, phòng pháp y có kết quả chưa?" "Tôi cũng biết cần 24 giờ mới có báo cáo. Không bảo họ nhanh hơn một chút được sao?" Đội trưởng Trương gọi một lượt mấy cuộc. Đến lúc quay lại, Tôn Mập trên ghế đã mất dạng. Đội trưởng Trương nhổ tuẹt vào cái ghế Tôn Mập đang ngồi, lẩm bẩm: "Từ ngày mai, tôi sẽ đem cả án nhân khẩu mất tích đến dân điều cục các người luôn." Địa điểm Trương Tử Hoa xảy ra chuyện là ở ngoại ô. Tôn Mập lái xe một tiếng đồng hồ mới đến được hiện trường. Lúc cậu ta đến, dây cảnh giới vẫn chưa gỡ. Một đám ông chú bà thím đang bàn tán bên ngoài vòng cảnh giới. Nghe một bà thím nói: "Tôi đã bảo, lúc sáng nghe có người hô cứu mạng rồi. Rất là chân thật đấy. Sau đó kêu mấy cái tiếng nữa thì im lặng. Ban đầu còn tưởng giang hồ đánh nhau, người ta chịu thua thì thôi. Không ngờ sáng dậy mở cửa ra, mùi máu tanh đắt sộc vào mũi. Nhà chúng tôi ở lầu 4, lúc đi xuống thấy cảnh sát vừa đến, tôi tranh thủ ngó vào thử. Mẹ ơi, hành lang dưới tầng hầm toàn máu là máu." Tôi Mập nghe mấy câu rồi vén dây cảnh giới đi vào tòa nhà. Cùng mày lúc sáng nghe nói phải đến cục công an, Tôi Mập đã thay một bộ cảnh phục, không ngờ lúc này lại dùng đến. Cảnh sát trẻ canh gác bên ngoài thấy Tôn Mập bước vào, vô định tiến tới ngăn cản, nhưng nhìn thấy quân hàm của Tôn Mập rồi thì nuốt lại những lời định nói. Tôn Mập đi thẳng một mạch xuống tầng hầm, gặp không ít cảnh sát nhưng không một ai dám ngăn cản cậu ta lại. Bà thím vừa rồi cũng không nói điều. Tôn Mập vừa bước vào tòa nhà đã ngửi thấy một mùi máu tanh nhức mũi. Cậu ta chè mũi bước xuống hiện trường xảy ra vụ án. Cuối cùng cũng có một cảnh sát đầu tiên cản lại: "Là cục phó Tôn phải không? Tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy." Đó là một cảnh sát mặc thường phục, ba mươi mấy, chưa đến 40 tuổi. Tôi mập liếc anh ta, ngẫm nghĩ một lượt trong đầu, hình như không có ấn tượng gì về người này. "Không phải tôi nói chứ, anh quen tôi hả?" Cảnh sát thường phục lại cười: "Vừa rồi sếp Trương của chúng tôi gọi điện cho tôi, nói lát nữa anh sẽ đến, bảo tôi đợi anh. Ban sáng là túp đầu tiên vào hiện trường vụ án, nên tương đối hiểu rõ vụ án này. Có gì anh cứ hỏi tôi." Vừa nghe viên cảnh sát nói, Tôn Mập vừa liếc vào phòng, chỉ thấy máu chảy đầy đất, đầu đầu cũng có. Tôn Mập hơi ngẩm vực: "Không phải tôi nói chứ, chảy nhiều máu như vậy, có mấy người chết thế?" Cảnh sát thở dài: "Chỉ có mình Trương Tử Hoa. Nhưng thủ đoạn của hung thủ quá tàn nhẫn. Tôi làm nghề này đã 17 năm rồi mà chưa bao giờ gặp phải phần tử tội phạm hung tàn như vậy. Anh không biết đó thôi, sau khi vào hiện trường tôi đã nôn 3 lần rồi đấy. Cả cái đời này không dám ăn dồi trường hay là tào phớ nữa rồi." Nói đến đây mấy câu sau, viên cảnh sát nhớ lại cảnh hiện trường, lập tức bụm miệng, suýt nữa thì nôn nọe. "Kinh tởm vậy sao?" Tôi Mập nhìn viên cảnh sát, sau đó đẩy cửa bước vào hiện trường vụ án. Trương Tử Hoa lúc còn sống đúng là khó khăn. Căn phòng dưới hầm ông ta ở cũng chỉ là một gian nhà kho. Ở trong này còn có thể nhìn thấy vài thứ hàng hóa. Có điều hiện giờ trong nhà kho toàn là máu. Nếu không phải trước đó
Đang nghe anh kẻ sát kia kể, e là không ai có thể ngờ được một người bình thường lại chảy được nhiều máu đến thế. Chụp ảnh hiện trường xong, cảnh sát đều canh giữ bên ngoài, trong này không còn một người sống nào. Vòng qua đống hàng hóa chất rõ cao, Tôi Mập nhìn thấy một chiếc giường đơn ở trong. Trương Tử Hoa bị chia làm 3 phần nằm nơi đó. Bây giờ rốt cuộc Tôn Mập cũng hiểu vì sao cảnh sát không ở lại canh chừng bên trong hiện trường. Trên chiếc giường đơn trước mắt là một đống nội tạng được xếp ngay ngắn, từ đầu đến chân bày đúng theo tỷ lệ người bình thường. Mà sàn bên cạnh giường là một tấm da người được trải cẩn thận. Bên trong da người có vài thứ, có vẻ là những tổ chức cơ thể, đại loại như cơ thịt. Tấm da người đang được đặt ngửa bên trên. Bên còn lại là bộ xương toàn thân người. Bộ xương này được chỉnh lý tương đối gọn gàng, trên bề mặt xương trắng ẩn, không dính lại thớ thịt nào. Ba bộ phận này hợp lại chính là Trương Tử Hoa mới uống rượu với cậu ta hôm trước. Tôi Mập cảm thấy cổ họng thắt lại, bữa sáng vội vàng phản công ra khỏi dạ dày của cậu ta. Hết chương thứ tư. Kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy cái chết của Trương Tử Hoa là do ai giết, có liên quan gì đến Tôn Mập hay không? Trong quãng thời gian 2 năm mà ớt hôn mê, đã xảy ra những chuyện gì, chúng ta cùng khám phá ở những phần sau sau nữa. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như YouTube của Nguyễn Thành, MC Nguyễn Thành. Đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ video này, cũng như đừng quên để lại các bình luận ở dưới video này nhé. Các bạn nhớ bình luận nhé. Và đừng quên donate ủng hộ Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có chi phí duy trì việc đọc cũng như là thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.